Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là miêu tả người yêu tiếp theo của bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là người này cái vẻ ngoài sẽ khá trẻ hơn so với tuổi thật của họ. Và họ sẽ khá là vui vẻ với những người xung quanh, kiểu như bạn sẽ thấy là họ khá là thân thiện và có nhiều mối quan hệ xã hội. Và mình thấy cái ngoại hình của người này sẽ hơi thiên hướng về nhẹ nhàng, thư sinh. Có thể là phong cách họ theo đuổi không phải là phong cách nhẹ nhàng, nhưng mà nếu mà bạn nhìn thì da người này sẽ có hơi sáng màu, có thể là trắng luôn. Và cái khuôn mặt của họ sẽ nhìn rất là hài hòa, nhìn rất là nhẹ nhàng. Nhìn về năng lượng chung thì mình thấy người này cũng không phải là quá giỏi trong việc giao tiếp. Họ chỉ giỏi về những việc bàn chuyện làm ăn. Nhìn chung lại thì mình thấy năng lượng người này sẽ khá là trẻ và luôn muốn làm những cái việc gì mình thích theo một cái cách là quyết định là sẽ làm liền, chứ không có chần chừ hoặc là lên kế hoạch quá lâu.